Chào các bạn đến với Tarot Bánh Quy, mình là Andy đây. Thì nếu lần đầu tiên bạn đến với kênh của mình thì cứ xem thử video clip. Nếu bạn thấy đúng, thấy hay thì bạn có thể ủng hộ mình bằng cách nhấn subscribe kênh ở đây, cũng như là để lại bình luận cho mình và đừng quên follow Instagram của mình ở đây. Còn nếu bạn đã quá quen với mình thì chào các bạn lần nữa. Mình có một kênh Tarot thứ hai là Khu Vườn Nhỏ của Andy. Thì đối với kênh này thì mình làm chủ yếu về tình cảm, còn Tarot Bánh Quy thì mình làm chủ yếu về self love, phát triển bản thân giữa đoán tuần giữa đoán tháng. Thì hôm nay sẽ là dự đoán tuần cho từ 17 đến 23 tháng 10. Thì mình có đổi một chút xíu trong cái phần gọi là trải bài, ngay chỗ cái phần mà tình cảm. Thì mình sẽ tách riêng ra thành dành cho người độc thân. Thật ra bình thường mình vẫn tách, nhưng mà kỳ này mình có kéo bài riêng luôn thành từng phần riêng cho nó dễ cho các bạn. Các bạn vẫn cứ chọn tụ bài như bình thường ha. Thì mình có tụ 1, tụ 2 và tụ 3, thì các bạn cứ chọn tụ bài mà các bạn thích. Mình sẽ bắt đầu giải bài sau khoảng thời gian các bạn chọn tụ xong. Xin chào các bạn chọn tụ số 1 ha. Trước khi đi vô phần giải bài thì các bạn có thể nhấn subscribe kênh để ủng hộ mình nếu mà các bạn nếu các bạn thấy đúng. Còn nếu mà các bạn thích mình hơn nữa thì các bạn có thể follow Instagram của mình ở đây. Thì để coi là trong tuần này, đầu tiên là cái lá đại diện cho bạn ha. Các bạn có lá được through. Hình như chúng ta cũng có lá được through cho tụ 1 hết được như mình nhớ là một lần trong cái tháng 10 này. Không biết là lá năng lượng tổng quan hay là của tháng hay là của tuần mà mình quên rồi, nhưng mà mình nhớ là có một cái lá. Thì mình nghĩ chắc cũng không khác gì lắm so với cái gọi là cái lần trước mình giải. Giống như là cái gì nó qua mà nó không kẹt, tức nghĩa là nó không kẹt. Mình thì mình cảm giác cái lá the through á, nó trong cái lần này á, nó cho mình một cái cảm giác của việc giống như là nó không phải là cái chuyện qua hay không qua, mà mình lần này thì mình lại không nhìn vào cái lỗ đen này, mà mình nhìn vào cái gương mặt của cái cô gái. Mình cảm thấy nó có cái gì đó nó kiểu giống như là hài lòng, hoặc là kiểu giống như là hiểu hơn một cái vấn đề gì đó ở đây. Mình cảm giác giống như ở cuối cùng ta cũng trèo qua được cái lỗ đó, cuối cùng ta cũng lọt qua được cái lỗ đó, cuối cùng ta cũng kiểu giống như là không còn mắc kẹt lại nữa, hoặc là kiểu giống như là chuyện ta có kẹt lại hay không không phải là vấn đề. Mặc dù mình biết lá này là lá được through, tức là nó không có kẹt cái gì hết, nhưng mà mình cái tinh thần hoặc là cái cảm giác của mình á, thì nó lại liên quan đến cái việc đó là bây giờ tao thích ngồi ở chính giữa cái lỗ nó cũng được nữa, tao không có cần nhất thiết là tao phải ở dưới cái lỗ đó hay ở trên cái lỗ đó, hoặc là vướng hoặc là kẹt cái gì. Thì để mình coi là những cái lá khác rồi nó có gọi là có tương đồng tương hỗ gì với cái lá này hay không ha. Về công việc của các bạn thì các bạn có lá Two of Pentacles, các bạn có lá The Lord of Shadow, tức nghĩa là lá Death, và các bạn có lá The Holy King, tức nghĩa là lá The Holy King, tức nghĩa là lá The Hermit. Chắc để ngày mai lấy mấy cái lá khác quá, mấy cục này nó bự quá. Thật ra mấy cục kia nó cũng bự lắm, nhưng mà thôi kệ, lâu lâu đổi đá cũng được, cho đá mới cho nó vui. Để đẩy qua một chút. Mình thấy về công việc của mấy bạn trong cái tuần lễ, sorry mọi người, tại vì ở đây mình có một cái đèn, cũng là một cái đèn vàng, cũng rất là mỏng manh và yếu đuối. Mình để nó chiêu diêu nó ở đây nè, để nó ở đây nè, xét ở đây luôn. Xong rồi chỉ cần mình quơ một cái là nó đụng, là nó rớt cái nó đụng nó quên. Trong tuần này á, về công việc của các bạn á, thì mình cảm thấy nó có một cái sự thay đổi, một cái giống như mình, cái tinh thần mình cảm giác nó cũng na ná như lá the through. Nó giống ở cái chỗ á, đó là bạn bước qua một cái giai đoạn mà ở đó bạn không còn phân vân nữa. Hai tiền rồi tới death, tức nghĩa là bạn biết là bây giờ á, dù bạn thích hay bạn không thích gì bạn cũng phải làm thôi. Giống như bạn không có sự lựa chọn là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó là thật ra dùng từ xong không có sự lựa chọn thì nó cũng không đúng. Kiểu là tôi biết là cái sự lựa chọn nào rồi thì cũng phải dẫn đến một cái quyết định thôi. Thành ra bạn phải là, bạn biết là những cái nào không còn thuộc về mình nữa bạn vẫn phải làm thôi, và bạn phải đối mặt với nó. Mình khá là thích cái lá số 13 trong cái bộ này. Nó vẽ về hình một cái người họ đang ngóng trong thêm một cái hình bóng của một cái gì đó ở đây. Thì
nó giống như một cái mình không gọi là một cái quyết tâm, nhưng mà mình cảm giác giống như là đến lúc nào đó bạn 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 nhìn thấy được cái vấn đề trong công việc của bạn, mình cảm giác công việc của bạn nó có một cái vấn đề, bạn biết nó có lỗ hổng và bạn biết là bây giờ cái lỗ hổng đó mình cần phải làm cái này cái này cái này, và bạn có lá The Hermit. The Hermit đó là cái năng lượng của cái việc là một người tự khám phá hoặc là tự tìm tòi hoặc là tự nâng tầm của bản thân mình lên bằng cái cách là họ trải nghiệm hoặc là họ dùng kinh nghiệm của họ hoặc họ họ đầu tư vào sách vở, vào kiến thức nói chung. Thì mình nghĩ có thể trong công việc của bạn trong thời gian tới nó đòi hỏi nhiều những cái gì nó liên quan đến kiến thức chuyên môn, năng lực, hoặc là bạn sẽ đầu tư vào cái mảng đó trong thời gian tới. Mình cảm giác công việc của bạn nó sẽ không có quá nặng, nhưng mà mình nghĩ là thật ra cái lá The Hermit á, nó nhẹ thì nó không nhẹ, mà nó nặng nó cũng không nặng. Nó kiểu giống như là bạn tự đào bới cái vấn đề của bạn lên thôi, và quan trọng là bạn muốn đào nó sâu cỡ nào. Một số bạn trong công việc trong cái tuần này á, thì mình thấy có thể là bạn sẽ hơi bị kiểu giống như là bị hơi bị rối một chút xíu giữa những cái đầu việc với nhau. Kiểu giống như là nó đến, một là công việc nó cái nào nó cũng quan trọng, cái nào cũng cần phải làm, nhưng mà bạn không biết phải nên làm cái nào trước, hoặc là bạn cảm giác giống như là có quá nhiều thứ để làm nhưng mà mình không có đủ điều kiện hoặc là thời gian để làm hết. Một số bạn thì mình nghĩ có thể là sẽ phải ở lại trễ, nói chung là overtime, hoặc là có một cái cần, giống như các bạn cần một cái sự hỗ trợ từ người khác, hoặc là đang công ty của bạn hoặc là chỗ làm của bạn đang thiếu nhân lực, thiếu nguồn lực, thiếu người hỗ trợ, nhưng mà có vẻ như cũng không có lắm cái sự hỗ trợ từ giúp đỡ từ người khác. Đối với bạn nào mà đang trong cái thời gian mà gọi là chuyển việc, đổi việc hoặc là đi xin công việc mới á, thì mình cảm thấy cái năng lượng này nó mình nghĩ các bạn phải tìm trong một khoảng thời gian có thể là đầu đông á, thì các bạn mới có công việc phù hợp với các bạn. Chứ còn mình cảm giác cái thời gian này á, nếu mà các bạn đi tìm thì mình nghĩ nó sẽ hơi gọi là trầy trật, hoặc là nó hơi kéo dài. Mình nghĩ một phần là vì bạn tìm không được cái phù hợp, cái thứ hai nữa là các bạn mình cảm giác vẫn chưa, cái công việc mà bạn muốn làm á có thể nó hơi vượt quá cái tầm của bạn. Thì bây giờ mình sẽ qua phần tình cảm và các mối quan hệ. Cái phần này là cái phần mình sẽ đổi, thì mình sẽ tách ra, mình có 6 lá lận, thì mình sẽ tách ra 3 lá. Đầu tiên là dành cho cái đối tượng là những bạn còn độc thân. Rồi cái phần về tình cảm và mối quan hệ nói chung thì sau khi mình lật hết 6 lá rồi mình sẽ đọc thêm cái phần đó vào. Chứ mình không có giống như lúc trước là mình đọc trước cái phần tình cảm và mối quan hệ rồi mình đọc chung nữa. Nếu mà bạn nào theo dõi thường thì các bạn sẽ biết cái mô típ mà mình đọc bài ha. Nói chung thì mình đang gọi là cũng hẳn gọi là nghiên cứu, nhưng mà mình cảm giác là làm sao đó mà đọc cho nó thuận tiện và nó tốt nhất có thể. Mình cảm giác giống như là đối với những bạn nào còn độc thân á, thì mình cảm thấy giống như là bản thân của các bạn trong cái tuần lễ này á, các bạn có thể bản thân các bạn, mình cảm giác các bạn có một cái động lực hoặc là có một cái gì đó để các bạn bước đi tiếp. Thì hiện tại với 10 gậy mà các bạn qua được kỵ sĩ gậy, tức nghĩa là các bạn nhảy qua được một nấc là lá Page of Wands, tức nghĩa là có thể là các bạn biết là mình nên làm cái gì, hoặc là các bạn biết là trong thời điểm hiện tại cái thứ gì là quan trọng với các bạn. Giống như nãy mình nói là trong công việc á thì nó cũng vậy, thì bây giờ trong tình cảm á thì nó cũng tương tự vậy luôn. Thì thiệt ra có lá The Through á, cái năng lượng chung của nó sẽ là vượt qua cái gì đó, không có rào cản, không có giới hạn. Thì nhưng mà ở đây á, kế bên nó có lá 4 góc, của hồng 5 góc, thì mình cảm thấy giống như là trong bản thân bạn á, mặc dù cái giống như cái tinh thần là có, tại vì bạn có lá quan kỵ sĩ gậy ở đây, nhưng mà nó bạn vẫn còn bị mắc kẹt trong một cái gì đó, tức nghĩa là bạn vẫn biết là cái sự thất bại hoặc là cái vấn đề trong tình cảm của bạn nó có vấn đề gì. Nhưng mà bạn biết rằng á là bây giờ cái thứ mình còn là duy nhất là một chiếc cốc dựng đứng lên, và bạn nghĩ rằng nếu bây giờ tới cái chiếc cốc cuối cùng á, giống như cái câu chuyện mà gọi là chiếc lá cuối cùng á, mà nó rụng hoặc nó rơi á thì mình sẽ chết á, thì mình nghĩ là có thể như là bạn nghĩ rằng là mình cần phải thay đổi, hoặc là đến lúc cần phải thay đổi. Mình cảm giác cái khoảng thời gian qua đối với tuần 1 nó không có mấy thoải mái đâu. Mình vẫn cảm giác cái năng lượng 10 gậy theo kiểu là tôi đã cố gắng, tôi đã thay đổi, tôi đã giống như nhắm mắt phớt lờ những cái gánh nặng, những cái vấn đề bên trong tâm hồn hoặc là trong cái tâm tư của tôi rồi. Nhưng mà vì một cái lý do nào đó giống như là bạn vẫn còn mang nó, nhưng mà bạn chuyển năng lượng nó thành kỵ sĩ gậy. Tức là bạn chọn cách giống như là thay vì tao tự giác thì bây giờ tao kiếm thêm con ngựa tao giác tao giác cho nó đỡ mệt á,
bạn đẩy bản thân bạn đi về phía trước. Mình thì không có thấy rõ là có sẽ có đối tượng mới xuất hiện hay là có cái gì, nhưng mà thường có lá kỵ sĩ hoặc là có lá hoàng gia, nó sẽ có một cái tin tức nào đó liên quan đến người. Thì mình nghĩ có thể là sẽ có, nếu mà bạn các bạn đang mong ngóng một cái tin tức nào đó trong thời gian này thì có thể bạn sẽ nhận được tin tức từ người đó hoặc là một ai đó ở đây ha. Thì bây giờ mình sẽ qua gọi là mình sẽ để tạm thời để nó dưới đây ha. Thì một hồi mình sẽ đọc tiếp cái phần, sẽ còn một cái phần nữa liên quan đến gọi là các mối quan hệ nói chung ha. Thì bây giờ mình sẽ qua là cái phần gọi là giữa những bạn nào có đôi có cặp. Thì đầu tiên lên là chúng ta có lá tower. Rồi chúng ta có lá bốn gậy. Và cuối cùng thì chúng ta có lá Queen of Pentacles. Đối với những bạn nào mà có gọi là có người yêu có đôi có cặp rồi á, hoặc là có đối tượng rồi á, thì mình thấy là trong cái khoảng thời gian của cái tuần lễ này á, mình thấy là nó khá là tốt, có một cái sự thay đổi cho cái câu chuyện của bạn với cái người này. Cái mối quan hệ á, nó chuyển giao hoặc là chuyển mình ở một cái góc độ theo kiểu là nếu mà trước đây giữa hai bạn có những cái mâu thuẫn, những cái tranh cãi gì á, thì cái câu chuyện đó nó qua rồi. Giống như á, thì ngày trước á, cái tòa thành nó đổ, thì bây giờ bạn cũng đã có một cái tòa thành khác, tuy nhiên á, nó thấp hơn, nó lùn hơn, nó xây bằng một cái vật liệu khác và nó giống như là một cái nơi mới hoàn toàn. Bạn nhìn đi, nó giống như là một cái sự thay đổi, một cái sự đổi mới hoàn toàn. Và mình cảm giác cái mối quan hệ này giống như là nó được trao cho một cái cơ hội hoặc là được một cái sự thay đổi nào đó nó đến từ cả hai, mình không chắc là từ cả hai bên, nhưng mà mình nghĩ giống như là ít nhất thì một bên cũng đã có một cái sự thay đổi nào đó, hoặc là cả hai bên tùy, nhưng mà mình cảm giác giống như là cái mối quan hệ này nó có một cái cơ sở, một cái nền tảng mới để nó phát triển, và cái nền tảng này nó xuất phát từ cái mong cầu. Tức nghĩa là ví dụ như nếu mà trước kia hai bạn thường là những người cãi vã nhau, mâu thuẫn nhau, không hiểu nhau, thì bây giờ các bạn có thể nương nhau nhiều hơn, các bạn biết cách dung hòa nhiều hơn, hoặc là các bạn biết cách làm sao đó để đóng góp hoặc là để xây dựng cái mối quan hệ này theo kiểu như những cái lời gọi là góp ý mang tính xây dựng. Một số bạn thì mình cảm giác cái mối quan hệ giữa bạn với cái người này có thể giống như là nó sẽ được nâng lên một cái tầng hoặc là một cái bậc mới, hoặc là một trong hai người đang có những cái dự tính, những cái mong muốn muốn nào đó muốn chia sẻ với người còn lại, hoặc cũng có thể là các bạn đang tính tới một cái câu chuyện xa hơn cho cái mối quan hệ giữa hai người với nhau. Có thể là liên quan đến chuyện gọi là ra mắt gia đình, hoặc là bàn tới chuyện chuyện gọi là không hẳn đám cưới nhưng mà nó kiểu kiểu giống giống như vậy ha, bàn đến chuyện lâu dài, lâu lâu năm kiểu ha. Hoặc là các bạn sẽ có dời về ở chung với nhau, hoặc là có một cái sự hẹn hò, nói chung đơn giản là hẹn hò cũng được, gặp gỡ nhau ở một cái nơi nào đó mà mình cảm giác nó tương đối mát, tương đối thoáng đãng. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái phần gọi là nói chung ha, tức nghĩa là các mối quan hệ nói chung. Thì mình cảm giác với 6 lá bài này á, thì cái trong cái tuần lễ này các bạn có một cái mình nghĩ có lá kỵ sĩ gậy với cái lá Queen of Pentacles á, thì có thể trong tuần này các bạn sẽ có những cái thông tin, những cái cuộc gặp gỡ, những cái cuộc nói chuyện, những cái vấn đề liên quan đến việc gọi là tôi cần phải xử lý một cái chuyện ABCD nào đó, hoặc là sẽ có người tìm tới bạn nhờ bạn hỗ trợ hoặc là nhờ bạn làm một cái việc gì đó nào đó cho họ. Trong một số trường hợp á thì có thể là đến từ gia đình, từ người thân. Hoặc là một số bạn thì có thể là vô tình va phải ai đó, đụng phải ai đó, dưới dạng là mình nói là kiểu giống như là chạy xe đụng ở đây, hoặc là kiểu giống như là chạy xe đụng, ý của mình không phải là đụng xe nha, kiểu giống như là mình ví dụ thôi, giống như đi ngang vô tình đụng nhau, hoặc là trong công việc có người tìm tới để giải quyết, hoặc là bạn phải chạy đi đâu đó gặp ai đó, hoặc là bạn phải đến một cái nơi nào đó để làm một công việc ABC nào đó, cái kiểu giống như vậy ha. Tại mình thấy có tin tức, có công việc, có người tìm tới, có một cái sự gặp gỡ liên hệ để làm một cái mục đích gì đó ở đây. Rồi, mình sẽ qua cái phần gọi là sức khỏe, thời vận và sức khỏe nữa là xong. Thì chúng ta có lá Ten of Stones, rồi lá Four of Cups, với một cái lá nữa là Nine of Arrows. Dedication. Đối với thời vận và sức khỏe của các bạn á, thì mình cảm thấy là đầu tiên cá mình vô mình thấy là sẽ có một cái gì đó liên quan đến sự muộn phiền, hoặc là phiền lòng, hoặc là bận tâm, có thể liên quan đến gia đình của các bạn, hoặc là liên quan đến một cái câu chuyện nào đó mà các bạn cảm thấy giống như là không hài lòng.
nếu mà liên quan đến gia đình hoặc liên quan đến nơi ở hoặc là liên quan đến cái chỗ mà bạn sinh sống á, thì có thể có một cái gì đó nó khiến cho bạn cảm giác giống như là không vừa lòng vừa ý, hoặc là các bạn muốn đổi, muốn thay, muốn chuyển, hoặc là có một cái vấn đề nào đó mà bạn cảm giác khá là phiền lòng, bực bội, là bạn muốn giải quyết nó, nhưng mà bạn chưa có cách, bạn chưa đưa ra được một cái phương A, phương án, một cái phương pháp nào đó để giải quyết nó rõ ràng. Thời vận của các bạn thì mình không có thấy tệ, nó không tệ, nhưng mà nó không tệ về mặt thể chất hoặc là vật chất, kiểu giống như là về mặt thể chất vật chất mình vẫn cảm giác thấy nó khá là đủ đầy, nhưng mà về mặt tinh thần á thì mình cảm giác có vẻ như là, một là các bạn đang có vấn đề gì đó liên quan đến mắt, liên quan đến nghỉ ngơi, liên quan đến điều tiết cơ thể. Còn về sức khỏe của các bạn á, thì mình cảm thấy là các bạn không, mình nghĩ là cái sức khỏe nói chung, về cơ địa nói chung thì mình cảm giác nó ổn, nhưng mà có thể là các bạn đang hơi thiếu cân, hoặc là các bạn đang kiểu như không muốn ăn, không muốn uống, không muốn có cái gì đó nó liên quan đến bạn. Mình cảm giác là không có thèm ăn, không có thèm dung nạp chất vô cơ thể, hoặc là các bạn rất là lười ăn, rất là khó ngủ, mất ngủ, hoặc là bị rối loạn lo âu, bị rối loạn cảm xúc, hoặc những cái gì nó liên quan đến việc gọi là trầm kha, đại loại nó kiểu giống như là cảm giác bị bí bách, cảm giác bị tức ngực, bị khó thở, hoặc nói chung cái những cái kiểu liên quan đến việc là cảm giác bứt rứt ở bên trong người. Xin chào các bạn chọn tổ số 2 ha. Thì các bạn có thể subscribe kênh để ủng hộ mình, để phát mà giúp mình phát triển kênh này nhiều hơn. Kênh này nó đi khá là chậm. Và đừng quên để lại bình luận cũng như là follow Instagram của mình ở đây. Thì để coi coi là trong tuần này cái lá bài đại diện cho bạn là lá nào ha. Các bạn có ra The Wood. Tốt. Lên The Wood trong tuần á, thì về tinh thần nói chung á, thì mình cảm thấy là lá The Wood khá là tốt. Nó tốt theo kiểu là trong tuần này, nếu mà mình nhớ đúng á, thì những cái tụ hai trong thời gian vừa qua mình cảm giác cái năng lượng nó khá là gấp, thường là The Short hoặc là The Arrow, hay là những cái lá mang tính gọi là vội vàng, thanh đợi, vân vân. Mình cảm thấy bản thân của các bạn trong cái tuần lễ này, cái sự tập trung của các bạn nó hướng vào cái việc gọi là không hẳn là duy trì, nhưng mà nó có một cái sự chuyển mình về 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 mặt nhận thức, về mặt thế giới quan, hoặc là có một cái gì đó nó làm cho các bạn sống chậm lại một chút, hoặc là các bạn muốn dành thời gian cho bản thân, cho những cái sở thích, hoặc là cho những cái gì đó mà nó nuôi dưỡng, nó phát triển bản thân bạn. Mình cảm giác các bạn sẽ không có muốn tốn thời gian hoặc là tốn năng lượng hoặc là tốn đầu óc cho những cái thứ gọi là không có phù hợp với góc nhìn hoặc là quan điểm cá nhân của các bạn trong tuần này. Thì để coi công việc của các bạn trong tuần này như thế nào ha. Các bạn có lá Three of Arrow là ba kiếm, rồi các bạn có lá Four of Stone là lá bốn tiền, với các bạn có lá Five of Stone là năm tiền. Ba lá thì 3 4 5, 3 4 5 nhưng không có 6, sảnh 3 cây. Công việc của các bạn trong tuần này á hả, thì gớm, kiểu đúng nghĩa là công việc, kiểu đúng nghĩa là ngồi không cũng lãnh đạn. Tại vì mình cảm thấy công việc của mấy bạn ở thời điểm hiện tại nó giống như là một cái mớ xà bần á, kiểu giống như là bạn biết xà bần là đem đổ á, đem đổ, hoặc là kiểu giống như là gạch vỡ, gạch vụn á, hoặc là người ta đòi làm để đi, mình không biết là người ta có làm móng không, nhưng mà đại loại là người ta ở dưới mình á, thì xà bần là đem đi đổ đổ ngoài đường á, đằng cho nó bớt sình, bớt lầy á. Thì ở chỗ này công việc của các bạn á, mình thấy nó cũng giống giống vậy á, kiểu giống như là người ta tạo ra xà bần xong rồi bạn đi hốt xà bần mà đi đổ. Bản thân bạn biết là bạn không muốn đổ xà bần, nhưng mà giống như bạn nằm ở cái vị trí là phải đi đổ xà bần, nên bạn dù bạn có thích hay bạn không thích thì bạn vẫn phải đi đổ xà bần. Công việc của bạn mình cảm thấy giống như là một số bạn thì có cái khuynh hướng á, là đợi việc tới rồi mới làm. Nếu mà bạn nào trong cái thời gian vừa qua mà các bạn có những cái báo cáo này nha, những cái đầu việc mà kiểu như các bạn nghĩ là các bạn đã làm xong rồi, thì các bạn xem lại giùm mình coi là các bạn có còn sót cái đầu việc nào mà chưa làm hay không. Hoặc là kiểu giống như là trong một cái báo cáo, một cái số liệu nào đó mà các bạn kiểu như bạn nói là à thôi để mốt có cái số liệu đó rồi mình cập nhật lại công thức Excel, hay là mình làm bổ sung hoặc làm điều chỉnh bù, hay là các bạn nói là
cái này nó cũng chưa tới đâu nên cần thêm đợi, giống như đợi cuối tháng mới đủ số liệu á thì coi chừng các bạn bị quên nha. Tại vì mình thấy ở đây có cái gì đó liên quan đến chuyện là tới cái hồi nộp xong rồi, hoặc là giống như tới cái hồi mà gửi sếp xong, hoặc là gửi cho đối tác xong mới nhận ra là chết, số đó chưa có chỉnh, số đó chưa sửa, số đó chưa điều chỉnh vân vân, nó sẽ có vấn đề. Và cái vấn đề đó là do bạn gây ra, mặc dù mình nói là đổ xà bần nhưng mà do bạn ấy, chứ không phải là do người ta. Trong một số trường hợp á thì mình cảm thấy là bản thân của các bạn hết mặn mà với công việc ở chỗ mấy bạn đang làm rồi. Ở chỗ mấy bạn á, mình cảm giác những cái người mạnh về năng lực á, tức nghĩa là họ có năng lực, có kiến thức, có chuyên môn á, thì có vẻ như một là đi hết rồi, hai là những cái người đó họ cũng mình cảm giác cũng không có mang tính gọi là hỗ trợ lắm. Mình cảm thấy ở đây nếu mà bạn ở lại đây á, thì bạn phải tự bơi, hoặc là bạn phải mình dùng từ là phải nỗ lực rất là nhiều, tại vì ở chỗ này nó có một cái sự chênh lệch gì đó về cái một là cái góc nhìn, hai là về cái sự phân cấp ở đây. Mình thấy nó có vấn đề, nói chung là cái vấn đề về cái mô hình làm việc hay cái nội tại ở chỗ này nó có cái gì đó kỳ cục đó. Mình cảm thấy giống như là muốn làm theo cái gì nó cũng bài bản nhưng mà nó lại thiếu bài bản ở cái bước ban đầu, hoặc là bản thân của các bạn đang không theo được cái mô tiết, cái quy định ở cái chỗ này, thành ra mình cảm giác nó khá là rườm rà và rắc rối, hoặc là cái dàn lãnh đạo hoặc là cái nhóm ở phía trên có vẻ như chưa thống nhất, hoặc là chưa tìm ra một cái đối sách làm việc sao cho phù hợp hoặc là thống nhất giữa các phòng ban. Bạn nào mà có ý định chuyển việc đổi việc thì nhìn bài này là hiểu rồi ha, ở đâu ở nguyên đó ha, còn các bạn đi là ăn đủ á. Thì bây giờ mình sẽ qua cái phần gọi là tình cảm và cái mối quan hệ. Thì đầu tiên đối với những bạn nào còn độc thân trước nhé, chết rồi á, chết tôi rồi à, thôi không sao, lỡ rồi quên mất, đối với những bạn này còn độc thân thì các bạn có lá The Hermit, các bạn có lá sáu gậy và các bạn có lá Lover. Đối với những bạn này còn độc thân thì bài của các bạn lên mình thấy là các bạn có một cái độc thân mà lên bài như thế này thì nó cũng hơi ngộ ngộ, kiểu là nếu mà bạn đang trong một cái thời điểm mà các bạn muốn tạo lập các mối quan hệ, tức nghĩa là các bạn muốn mình dùng từ gọi là đẩy bản thân phát triển và tạo lập ra nhiều mối quan hệ kết nối, hoặc là các bạn đang để ý ai đó, các bạn cũng chưa có chắc là mình thích hay không, các bạn chỉ muốn gọi là dò la tin tức thông tin, hoặc là các bạn muốn vượt qua một cái vấn đề ABC nào đó, thì mình nghĩ là các bạn sẽ làm được. Tức nghĩa là dù các bạn đang có ý định phát triển bản thân thì cũng có The Hermit và sáu gậy, tức nghĩa là các bạn có thể làm được điều này. Cái thứ hai đó là có thể trong thời gian này á, các bạn sẽ nhận được những cái sự hỗ trợ, sự giúp đỡ từ người xung quanh. Một số bạn á, thì mình cảm thấy là có một cái gì đó ở trong bạn đang được xếp ưu tiên hơn những cái khác. Và cái ưu tiên này mình cũng không biết liên quan đến đến cái người gì hay là đến ai đó, nhưng mà nếu mà bạn đang thắc mắc một cái vấn đề mà bạn cần một cái sự hỗ trợ từ một người nào đó thì có thể sẽ có người giúp đỡ các bạn hoặc có người định hướng cho các bạn. Bạn nào đang nếu mà bạn đang có tâm tia, mình dùng từ tâm tia có nghĩa là chưa có nghiêm túc hoặc là chưa có xác định một cách chắc chắn là mình thích đối tượng đó, thì mình nghĩ bạn cứ tâm tia tiếp đi. Nhưng mà bài lên đây có thể người này đã có đối tượng rồi, hoặc là họ đã một là họ đã có đối tượng rồi, hai là họ có nhiều sự lựa chọn. Thì dù đường nào thì đi chăng nữa, có nhiều sự lựa chọn thì cũng chưa chắc là họ đã chốt đơn, nhưng mà kiểu giống như là bạn không phải là duy nhất. Nếu mà bạn nào đang có ý định gọi là tham gia vô một câu lạc bộ nào đó, rồi làm việc trong một cái hội nhóm hoặc là một cái group cũng được, không hẳn là câu lạc bộ nhưng mà kiểu như một cái nhóm nhỏ hoặc là một cái tổ chức vân vân nào đó, thì mình cảm thấy là có thể là trong cái môi trường này nó hơi nhiễu nhương một chút xíu, hoặc là nó hơi nhiễu nhương một chút xíu, hoặc là nó hơi đa tầng, nó hơi đa tầng đa lớp gì đó ở đây á, mình cảm giác giống như là nó không có mấy rồi là tốt lắm, mình cảm giác nó hơi thảo thảo mai mai. À, bây giờ mình sẽ qua cái phần gọi là tình cảm hoặc là các mối quan hệ dành cho dành cho những người đã có đối tượng ha. Các bạn có lá Seven of One, Seven đúng rồi. Rồi các bạn có lá Three of One, tức là 10 gậy.
3 gậy hay 10 gậy. The Wheel of Fortune. À, đối với những bạn chọn tụ số 2 về tình cảm và các mối quan hệ dành cho những bạn có đôi có cặp, thì mình cảm thấy á, là trong cái mối quan hệ của bạn với cái người này á, mình nghĩ đã đến lúc nó sẽ có một cái mình gọi là một cái hạ hồi. À, còn cái hạ hồi này là hạ hồi là đi tiếp hay là hạ hồi chấm dứt thì mình không biết. Bài nó chỉ nói là cái vấn đề giữa bạn với cái người này vốn dĩ nó đã tồn tại từ rất lâu rồi, nhưng mà ở một cái phương diện nào đó có thể một là hai bạn giải quyết với nhau, nhưng mà nó không có dứt khoát, nó không có được kết thúc được cái câu chuyện hoặc là kết thúc được cái vấn đề, hoặc là giữa hai bạn nó có quá nhiều vấn đề đến độ mà giải quyết hoài cũng chưa xong. Cái cách mà hai bạn nhìn vô cái câu chuyện á, mình cảm giác nó không có thống nhất với nhau. Mình cảm giác là một á, là một người không có thích giải quyết vấn đề, thích phó mặc, thích để nguyên hoặc là thích làm lớn câu chuyện lên. Một người thì mình cảm giác kiểu giống như là sao cũng được, thích thì cứ phá, thích thì cứ làm, thích thì muốn làm gì đó cứ làm. Tức nghĩa là họ để mặc, hoặc là họ cũng không có mấy mặn mà lắm với cái câu chuyện này rồi. Thành ra mình nghĩ giống như là cứ để cho hai, gọi là cả hai cùng trôi, để cho cái câu chuyện nó cứ trôi hoài á. Thì cái mối quan hệ này mình nghĩ tới một cái lúc nào đó sẽ một trong hai người sẽ cảm thấy không có chịu nổi nữa với cái tình huống này, thì họ sẽ đưa ra một cái gọi là một cái yêu sách, hoặc là một cái đề nghị đề xuất nào đó, hoặc là có thể là sẽ nhờ bên thứ ba tư vấn, hoặc là bên thứ ba tham vấn, hoặc là có thể nhờ đến trung gian để hòa giải. Thành ra mình có thể mình nghĩ cái mối quan hệ này nó sẽ còn những cái điều chỉnh nhất định trong tương lai sắp tới, nhưng mà bài nó vẫn chưa ra hạ hồi là cái gì nhé. Còn cái này thì mình nói chung cho cả độc thân lẫn gọi là có đôi có cặp ha. Thì về các mối quan hệ nói chung thì mình nghĩ là trong cái thời điểm của cái tuần sau á, thì các bạn sẽ có những cái mình cảm giác khá có sự xuất hiện của khá là nhiều người, hoặc là các bạn sẽ xuất hiện trong một cái môi trường nào đó mà cái môi trường đó đôi khi nó mình cảm giác nó không có mấy gọi là thân tình, hoặc là cái chỗ này nó quá nhiều ý kiến và mình cảm giác mạnh ai nấy nói, hoặc là mạnh ai có tiếng nói lớn hơn, hoặc là có cái vị trí cao hơn thì người ta sẽ có quyền. Nếu mà bạn nào đang có vấn đề trục trặc với nam, một cái người nam nào đó, hoặc là bạn đang không bằng mặt, không bằng lòng với một cái người nam nào đó, thì có thể là sẽ có một cái cách giải quyết nào đó nó thiện chí hơn, hoặc là nó hòa nhã hơn, hoặc là sẽ có một cái điều chỉnh nào đó ở đây. Thì bây giờ mình sẽ qua tiếp cái phần gọi là thời vận và sức khỏe nha. Các bạn có lá The Star, The Justice, lá là The Standing Stone, tức là Justice, và The Ace of Pentacles. Thì thời vận và sức khỏe của các bạn á, thì mình nghĩ là cái thời vận và cái sức khỏe của các bạn nó có thể là có những cái mình dùng từ gọi là những cái điều mà nó đang trong cái thời gian cân bằng, hoặc là đang trong một cái thời gian được điều chỉnh. Cái điều chỉnh này nó sẽ diễn ra theo một cái mình dùng từ gọi là nó sẽ khá là, mình cảm giác nó không hẳn nó quá bất ngờ, nhưng mà đại loại là cái năng lượng này rất là hợp với cái năng lượng của là đũa đó. Tức nghĩa là mọi chuyện là đâu rồi sẽ vào đó, hoặc là mọi chuyện rồi sẽ có cách. Mình cảm thấy là nếu mà bạn nào đang có ý định sửa nhà nè, sửa lại cái gì đó của mấy bạn, hoặc là mua sắm một cái gì đó, hoặc là đầu tư vô một cái gì đó, thì bạn sẽ mua được của hời, hoặc là bạn sẽ mua được một cái gì đó nó tốt. Trong một số trường hợp thì nếu mà bạn nào đang có ý định làm đẹp, đang có ý định gọi là sửa sang tân trang lại bản thân, hoặc là các bạn đang có ý định gọi là chăm sóc bản thân tốt hơn, tức nghĩa là mua sắm quần áo, trang sức, nữ trang, phụ kiện, thuốc thang, rồi trị bệnh, hoặc là tập thể dục thể thao, thì mình đều thấy nó mang một cái hiệu quả tích cực hết. Còn về sức khỏe của các bạn thì mình cảm thấy là nếu mà bạn nào đang khá bận tâm về cái vấn đề gọi là kinh nguyệt, cũng không hẳn là kinh nguyệt, nhưng mà mình cảm giác liên quan đến cơ quan sinh sản, hoặc là liên quan đến những cái bệnh mà mãn tính ha, hoặc là những cái bệnh mà mình cảm giác nó phát sinh theo mùa. Mình cũng không biết bệnh gì phát sinh theo mùa, nhưng mà thường bệnh phát sinh theo mùa là bệnh cảm cúm, dị ứng, hoặc là những cái mà nó chỉ theo giống như là mùa mưa thì có bệnh sốt xuất huyết, hoặc là mùa đông thì sẽ có những cái bệnh gì đó liên quan tới cái cụm thời gian đó, thì các bạn để ý giùm mình ha. Còn nếu mà bạn nào có vấn đề về da, về tóc á, thì càng để ý hơn, tại mình cảm giác có vẻ như một là nó bị bết, hai là nó bị khô.
Thì đó là thông điệp dành cho những bạn chọn tù 2 nha. Xin chào các bạn chọn tù số 2 nhé. Ủa lộn, bài bạn các bạn chọn tù số 3. Thì bây giờ mình sẽ giải bài cho các bạn ha. Thì các bạn nhớ subscribe kênh để ủng hộ mình và giúp mình phát triển kênh này nhiều hơn một chút. Để coi coi nè là bạn trong tuần này sẽ như thế nào ha. The dream. I have a dream. A dream about thường á, khi mà mỗi lần mà mình kéo bài mà mình lên được cái đó, the dream á, là mình nói là rồi thấy mẹ luôn. Nhưng mà thật ra mình cảm giác á, đối với các bạn chọn tuổi số 3 á, cái lần này á, cái the dream á, mình cảm giác có một cái gì đó liên quan đến gọi là trong tuần này bạn sẽ sống thiên về cảm tính nhiều hơn, hoặc là có một cái sự thay đổi nào đó trong bản thân bạn. Tại vì the dream đối với mình á, đối với cá nhân mình thôi nhá, thì mỗi lần mình kéo á, thì thường mình cảm giác đó là cái lúc mà mình sẽ có một cái sự nhận thức, hoặc là một cái điều gì đó nó giúp cho mình tỉnh ngộ. Thì mình đó là đối với cá nhân mình. Còn đối với các bạn á, thì thật sự mình cảm giác đó là các bạn có vẻ như sẽ sống một cái gì đó nó, mình dùng từ nó thật hơn, mặc dù cái lá the dream, nhưng mà nó lại thật hơn, nó cho mình một cái cảm giác giống như là bạn biết là thật sự bản thân bạn mong muốn cái gì, giống như bạn theo đuổi ước mơ, bạn tập trung hơn vào một cái gì đó trong cuộc sống của các bạn, hoặc là các bạn biết đây là một cái thời điểm mà tôi sẽ làm những cái mà tôi khao khát, tôi ước muốn. Mình cảm thấy cái năng lượng nó rất là tốt. Thì để coi thử cái những cái lá phía trong nó sẽ nói cái gì ha. Về công việc của các bạn thì các bạn có lá nai ở cái chữ này nói tra một chục lần mà vẫn chưa tra ha. Rồi nói chung nó là lá chính kiếm, two of wands và page of wands. Đối với mình thì ba cái lá này về công việc của các bạn thì mình thấy là nó sẽ được gỡ rối, hoặc là nó sẽ có một cái sự thay đổi nhất định. Mình cảm giác ra bản thân của các bạn trong cái thời gian qua, một số bạn thì sẽ cảm thấy hơi hơi bị, mình dùng từ trong trên trong công việc. Trong trên ở đây á, nó theo kiểu là bạn không có đủ năng lực, hoặc là bạn không có đủ năng lượng để bạn làm, hoặc là vì một cái lý do nào đó mình cảm thấy có vẻ như công việc nó không có như mong đợi các bạn lắm. Mình nghĩ là các bạn muốn có một cái sự điều chỉnh, một cái sự thay đổi nào đó mà nó giống như là nó quay cái guồng, hoặc là nó đổi cái cách vận hành, hoặc là ít nhất là có một cái sự điều chỉnh. Giống như bạn muốn bây giờ công việc của bạn là phải làm theo cách A mà trước giờ toàn làm theo cách B, và bạn cảm giác cái cách B nó không có giống như cái cách mà bạn mong muốn, thành ra bạn làm rất là khó khăn hoặc là trì trệ. Thì bây giờ cái cách đó nó đã được đổi đi. Trong một số trường hợp đó, thì mình nghĩ là cái khoảng thời gian mà cái đầu công việc mà bạn không thích làm á, nó đã qua rồi. Bây giờ nó qua những cái đầu công việc mới mà có vẻ như bạn sẽ cảm thấy hứng thú hoặc là phấn khởi hơn. Một số bạn á, thì nếu mà các bạn đang trong cái thời gian mà làm công việc mang tính hỗ trợ, đây tức nghĩa là bạn hỗ trợ cho người khác, hoặc là bạn làm những công việc mang tính hậu cần hỗ trợ, giống như admin, sales admin, HR, cái gì mình cứ quên, những công việc liên quan đến nhóm ngành nhân sự, kế toán, hoặc là bạn đơn giản là công việc của bạn là trợ lý, hoặc là hỗ trợ một ai đó trong một cái mảng nào đó cũng được. Thì có thể là cái cách làm việc của hai bạn nó sẽ không có nhọc nhằn như trước nữa, hoặc là sẽ có một cái sự phối hợp tốt hơn giữa các bạn với nhau. Trong một số trường hợp thì mình thấy giống như là nếu mà bạn nào mà vẫn còn đang cố gắng tranh đấu, tức nghĩa là các bạn vẫn còn mâu thuẫn, các bạn vẫn còn những cái cắt cớ, những cái cà nạnh cà khì gì đó với nhau á, hoặc là các bạn cảm thấy bất hòa, thì có thể cái câu chuyện này sẽ phải giải quyết theo một cách nào đó. Chứ mình cảm giác là không thể mạnh ai nấy làm được, hoặc là cũng không thể giống như là mạnh ông làm, mạnh tôi làm. Tại vì mình thấy là nó sẽ có khả năng là mặc dù công việc nó vẫn xong, nhưng mà mình cảm giác nó rất là qua loa, và cái đầu việc nó cũng không có thật sự mang tính hiệu quả cao. Đối với bạn nào mà đang có ý định xin việc, chuyển việc hoặc là đổi việc á, hoặc là bẻ cua, tức nghĩa là đổi luôn nhóm ngành công việc nói chung á, thì mình nghĩ là nên cân nhắc. Không có nghĩa là không được, bài lên là được, nhưng mà mình cảm thấy là nếu mà bạn bước vào lĩnh vực mới á, bạn khá là non xanh, và mình cảm giác là đúng nghĩa là nghề dạy người hơn là cái kinh nghiệm trước của bạn. Mình cảm giác bạn sẽ không có quá nhiều kinh nghiệm trong cái mảng này nếu mà bạn xin việc trái ngành. Còn nếu mà bạn xin việc nói chung theo hướng cũ thì mình nghĩ ok, nhưng mà có vẻ như nó cũng không có thay đổi nhiều so với cái công ty cũ đâu, nó chỉ tốt hơn về cái môi trường thôi. Bây giờ đến phần tình cảm đối với những bạn còn độc thân trước nha.
Các bạn có lá Queen of Wands, bạn có lá the Devil, chắc là Devil, mình cũng quên trang là bằng E hay là bằng Y. Và các bạn có lá Four of Cups, tình cảm và các mối quan hệ nói chung. Tình cảm của các bạn trong tổ số 3 thì mình cảm thấy là nếu mà các bạn đang trong một cái mối quan hệ, một cái bận tâm nào đó, một cái điều gì đó mà bạn cảm thấy giống như là bạn chưa biết phải giải quyết làm sao, bạn chưa biết phải giải quyết thế nào, tức nghĩa là nó không hẳn là cái đối tượng mà nó là một cái câu chuyện liên quan đến một cái người ABCD nào đó, thì có thể là cái câu chuyện, cái vấn đề đó nó không hẳn là được giải quyết, nhưng mà ít nhất thì nó cũng đỡ hơn cũ một chút xíu, bởi vì mình cảm giác là một trong hai người hoặc là cả hai có những cái điều chỉnh nào đó nhất định ở đây. Còn nếu mà bạn không có một cái đối tượng nào hết, bạn không có một cái bóng hình nào hết ở trong, bạn độc thân hoàn toàn á, thì cái bài này lên á, mình cảm thấy là bản thân bạn có một cái sự sẵn sàng nhưng mà chưa sẵn sàng. Mặc dù bên trong bạn là Queen of Wands, tức nghĩa là bạn biết là bạn sẵn sàng để mở lòng, sẵn sàng để cởi mở hơn, sẵn sàng để cho người khác bước vào cái thế giới của bạn, nhưng mà kế bên vẫn còn The Devil và bốn cốc, tức nghĩa là vẫn còn những cái góc khuất ở bên trong, vẫn còn những cái mà giống như cái bản chất cũ, cái tính chất cũ của bạn nó vẫn còn sống hoặc còn len lỏi trong đó. Chẳng hạn giống như là bạn nói là lần này mình yêu mình sẽ không ghen nữa, mình sẽ không chiếm hữu nữa, mình sẽ không kiểm soát nữa, mình sẽ không có gọi là như thế này như thế kia. Nhưng mà bản chất của con người thì nó không thể thay đổi một sớm một chiều. Mình cảm giác vẫn còn những cái góc khuất nào đó bên trong bạn, tức nghĩa là bạn mặc dù là bạn muốn thay đổi, nhưng mà để thay đổi nó thì mình cảm giác bốn cốc ở đây, tức nghĩa là bạn biết bạn cần làm cái gì trong thời gian tới, nhưng mà vẫn còn những cái bạn chưa thể làm hoặc là không thể làm liền. Mình cảm giác nếu mà bạn đang còn một cái bí mật nào đó, một cái cắt cớ nào đó ở trong lòng, thì mình nghĩ bạn vẫn chưa giải quyết xong với cái cắt cớ và cái bí mật đó. Bây giờ mình sẽ qua gọi là cái phần dành cho những bạn nào là đã có mối quan hệ rồi ha. Đối với bạn nào mà đã có mối quan hệ rồi thì các bạn có lá sáu tiền, bạn có lá The Hermit và bạn có lá Nine of Cups. Đối với những bạn chọn tuổi số 3, những bạn nào có đôi có cặp rồi á, thì trong cái tuần lễ này cái mối quan hệ của các bạn nó sẽ, mình nghĩ là có những cái bạn có đang gọi là muốn nhắn tin nói chuyện, trao đổi tiếp xúc hay là gặp gỡ hoặc là nói lại, cũng không hẳn là nói lại, nhưng mà kiểu giống như là mình cảm giác cái thông tin hoặc là cái câu chuyện giữa hai bạn á, nó có sự biến chuyển, nó có sự thay đổi. Tại vì dù sao là sáu tiền với The Hermit nó cũng đỡ hơn là không có thay đổi. Sáu tiền là có một cái sự tương tác nhất định, The Hermit tức nghĩa là có một cái sự thấu hiểu, một cái sự nhận ra một cái vấn đề nào đó ở đây. Nine of Cups là sẵn sàng thay đổi hoặc là muốn thay đổi, thì tức nghĩa là dù cái năng lượng nó cũng không phải quá mạnh hoặc là quá rõ ràng đến cái việc mà là tao sẽ thay đổi liền, tao sẽ thay đổi ngay lập tức, nhưng mà mình cảm thấy giữa hai bạn á, nó có một cái thiện chí hoặc là ít nhất là một cái gì đó nó liên quan đến việc gọi là tôi mong muốn thay đổi, thì dĩ nhiên nó cũng còn đỡ hơn là không có mong muốn. Với lại mình cảm giác là giữa hai người bắt đầu có sự thấu hiểu nhau nhiều hơn, đứng ở góc độ là đôi bên với nhau trong một cái câu chuyện ABCD. Nhưng mà một bên là sáu tiền, một bên là kỵ sĩ cốc á, thì mình cảm thấy là cái tính bướng của hai người nó vẫn cao ở chính giữa The Hermit nữa, tức nghĩa là đôi khi kiểu giống như hai người mình có thể nói là bằng mặt không bằng lòng với nhau một số vấn đề, nhưng mà mình gọi là nhắm mắt bỏ qua hoặc là nhắm mắt cho qua nha, chứ mình không nghĩ là nó hoàn toàn nó giải quyết. Trong một số trường hợp thì The Hermit ở đây tức nghĩa là một số vấn đề cũ, một số câu chuyện cũ nào đó sẽ được moi móc lên, hoặc là một số vấn đề cũ sẽ được đem ra giải quyết, hoặc là đem ra bàn tán, hoặc là đem ra thỏa thuận với nhau để có được một cái tiếng nói chung hoặc là một cái gì đó chung chung với nhau. Đối với những còn bây giờ mình sẽ qua cái phần gọi là các mối quan hệ nói chung, dù là bạn độc thân hay các mối quan hệ xã hội nói chung ha, cũng không có chia ra là độc thân hay gì hết, nó là năng lượng chung dành cho mọi người thôi, mọi người chọn tụ ba. Thì mình cảm thấy là
Trong cái mớ bài này chúng ta có Queen of Wands, chúng ta có King of Cups, ở lộn có Knight of Cups, tức nghĩa là các bạn có hai lá hoàng gia. Thì có thể trong cái tuần lễ này một số bạn phải làm việc với người lớn chức hơn, tiếp xúc hoặc gặp gỡ với những người lớn chức hơn, lớn vị trí, vị thế, vị trí hơn. Một số bạn thì sẽ nghe được tin tức từ một người nam hoặc là một người nữ mà có tính nam quyền, hoặc là một, nếu mà bạn làm trong công ty, bạn làm trong một cái môi trường mang tính nhà nước, công sở nói chung thì có thể là bạn phải làm việc với một cái cơ quan nào đó mà, hoặc là một cái nhân vật nào đó xuất hiện mà người này có vẻ giống như hơi khó chịu á, hoặc là kiểu giống như là bạn nghĩ là nhờ cái mối quan hệ đó mà mình có thể thông qua được cái chuyện này, nhưng mà có vẻ như là hơi chua, kèo này hơi khó, hoặc là bạn phải chi phải đi đường vòng, phải nhờ vả ai đó giúp đỡ các bạn trong cái vấn đề ABCD nào đó ha. Bây giờ mình sẽ qua phần thời vận và sức khỏe ha. Các bạn có Ace of Arrows, The Hermit lần nữa, có hai lá The Hermit luôn, lấy chết 94 lá rồi. Bạn có lá Eight of Bowls, bow ow 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 ai ập không ao, mình nhớ là phần ao, ai ập bao bao, nó không phải là bao mà nó là bow, ai ập bow. Và đó Page of Vessel, có nghĩa là Page of Cup. Tự nhiên lòi đang lá bài mình bị dính, hôm nay mình kéo bài mình bị dính bài hoài. Đối với những bạn chọn tuổi 3 thời vận và sức khỏe hả, thời vận của các bạn trong tuần này chắc mình nghĩ là sẽ có tiệc á, có tiệc mừng, có ăn uống, có đồ ăn thức uống nhiều, có tin vui từ ai đó báo tới các bạn, có thể là một số bạn sẽ được mời đi đám, được mời đi đám cưới thì nghe cũng hơi kỳ, nhưng mà nói chung mình nghe là có tin vui đến từ ai đó báo lại mọi người, hoặc là có một cái niềm vui nho nhỏ nào đó dành cho mọi người, hoặc là có một cái sự kiện nào đó vui, có thể là liên quan đến tiệc gì đó trong gia đình, hoặc là một cái tin vui từ ai đó đến từ gia đình của các bạn hoặc là người thân của các bạn. Một số bạn thì mình cảm giác là các bạn có thể là bạn có định gặp ai đó không, bạn có muốn hẹn ai đó không, bạn có muốn lên lịch với một cái người nào đó không. Mình nghĩ là có thể là bạn lên lịch, hay là người ta lên lịch với bạn, nhưng mà mình nghĩ khả năng cao là bạn muốn lên lịch với người ta, hoặc là bạn muốn gặp một người nào đó. Mình vẫn cảm giác có rất là nhiều sự gặp gỡ hoặc là nhiều thông tin liên quan đến người nào đó ở trong đây ha. Còn đối với bạn nào liên quan đến sức khỏe thì sức khỏe của các bạn thì mình cảm thấy đang trong thời điểm tương đối tốt, tương đối ổn. Nhưng mà mình cảm giác có cái vấn đề gì đó liên quan đến bàn tay, xương bàn tay, hoặc là bàn tay, hoặc là khớp ngón tay, ngón chân, hoặc là móng tay nhé. Nhớ để ý giùm mình. Coi chừng bị xước, coi chừng bị... mình không gọi là bay móng, nhưng mà đại loại là có liên quan đến cái móng. Ngón tay, ngón út đồ, hoặc là bàn chân nhé, đi coi chừng đụng bàn chân, đụng gót chân, hoặc là va đập gì đó liên quan đến bàn chân nhé. Nhớ để ý tới phần chân giùm mình. Bạn nào có vấn đề về tóc, có vấn đề về tóc, về mùi, mùi hôi giống như mùi thơm nhé, vấn đề về tóc, về mùi, về tuyến mồ hôi, những cái gì liên quan đến tuyến nói chung thì cũng nên để ý giùm mình. Tuyến này giống như là tuyến bã, giống như là tuyến mồ hôi, tuyến nước bọt, tuyến gì mà tiết ra dịch đổ thì nên để ý giùm mình. Thì đó là thông điệp dành cho những bạn chọn tuổi 3.